trang sắc thuở mới vào nghề của 10 gia nhân màn bạc TVB thập niên 80-90. Không phải thời kỳ đỉnh cao của sắc đẹp, nhưng nhan sắc lúc mới gia nhập làng giải trí của 10 mỹ nhân TVB dưới đây khiến khán giả nao lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vương Tổ Hiền. Vương Tổ Hiền là một trong những tượng đài nhan sắc của xứ Cảng Thơm khi sở hữu vẻ đẹp thanh tao, thuần khiết và vô cùng dịu dàng. Không những ở Hồng Kông, nhan sắc của nữ chính Thiện Nữ U Hồn còn khiến bao khán giả châu Á say mê. Khâu Thục Trinh. Được mệnh danh là nữ hoàng sexy, Khâu Thục Trinh sở hữu nhan sắc quyến rũ, gợi cảm nhưng vẫn toát lên vẻ ngây thơ. Thuở mới vào nghề, Khâu Thục Trinh khoác lên người hình tượng thuộc nữ thuần khiết. Sau một thời gian không ấn tượng, người đẹp đã rẽ hướng sang dòng phim người lớn. Lý Gia Hân. Được mệnh danh là hoa hậu Hồng Kông đẹp nhất lịch sử, Lý Gia Hân sở hữu nét đẹp kiều diễm, ngọt ngào, khí chất thanh cao và vô cùng trong sáng. Nhan sắc của nàng hậu được truyền thông đánh giá là không đối thủ, thậm chí, ở xứ Cảng Thơm người ta còn lan truyền câu nói rằng ở Hồng Kông có hai thứ không bao giờ phải nghi ngờ, đó là tiền của Lý Gia Thành và sắc đẹp của Lý Gia Hân. Trương Bá Chi. Gia nhập làng giải trí năm 18 tuổi, Trương Bá Chi nhanh chóng trở thành đệ nhất ngọc nữ Hồng Kông, có khán giả ưu ái gọi người đẹp là quốc bảo nhan sắc xứ Cảng Thơm. Sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, khí chất trong sáng, vợ cũ Tạ Đình Phong đúng tin biết bao chàng trai thời bấy giờ. Ôn Bích Hà. Ôn Bích Hà được ca ngợi là một trong những mỹ nhân có nhan sắc gợi cảm khó cưỡng. Sự quyến rũ của người đẹp được đánh giá cao nhất sau vai Đắc Kỷ trong Đắc Kỷ Trụ Vương năm 2000. Thế nhưng thuở mới vào nghề, nhan sắc của Ôn Bích Hà lại vô cùng ngây thơ và chân chất. Chu Ân. Năm 1992, Chu Ân ra mắt khán giả qua vai diễn điện ảnh Trường Học Uy Phong 2 nhờ sự nâng đỡ của Châu Tinh Trì. Người đẹp được khán giả yêu mến vì nét diễn xuất thông minh, tinh nghịch, bên cạnh đó là một nét đẹp thanh tú, hài hòa. Nữ diễn viên còn được biết là người tình lâu năm của vua hài Hồng Kông và cặp đôi chính thức đường ai nấy đi khi cô phát hiện tinh gia có người thứ ba. Quang Vịnh Hà. Là một trong những chị đại của TVB, Quang Vịnh Hà được khán giả yêu mến qua các vai diễn trong Miêu Thúy Hoa, Thái Bình Công Chúa, Lực Lượng Phản Ứng, Như Ý Cát Tường. Dù không sở hữu vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, những nhan sắc của bà xã Trương Gia Huy mới bước chân vào showbiz lại vô cùng ấn tượng với gương mặt duyên dáng tự nhiên và rất dịu dàng. Lê Tư. Vừa mới gia nhập làng giải trí, nhan sắc của Lê Tư đã khiến khán giả say mê bởi gương mặt trái xoan đầy đặn, đôi mắt hút hồn cùng với má lúm đồng tiền vô cùng xinh xắn. Dù đã giải nghệ sau 17 năm hoạt động nghệ thuật, nhưng mỹ nhân sinh năm 1971 vẫn được xem là đệ nhất mỹ nữ TVB. Sa Thi Mạn. Đăng quang ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 1997, Sa Thi Mạn nhanh chóng trở thành con cưng được TVB lăng xê. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt khả ái, nên nã và rất dịu dàng, một số khán giả còn ví nét đẹp của Sa Thi Mạn giống với Lưu Gia Linh thời trẻ. Lý Nhược Đồng. Lý Nhược Đồng lần đầu được một công ty quảng cáo mời đóng phim ngắn năm 17 tuổi. Với gương mặt trái xoan đầy đặn, làn da mịn màng, mái tóc đen dài, phong cách thời trang cá tính, người đẹp nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn thời bấy giờ. Thế nhưng, chỉ sau vai diễn Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết trong Thần Điêu Đại Hiệp năm 1995 thì nhan sắc của nữ diễn viên mới được khán giả chú ý. Sau đó, người đẹp tiếp tục thành công với vai diễn Vương Ngự Yên trong Thiên Long Bát Bộ năm 1996. Đến nay, Lý Nhược Đồng được liệt vào danh sách những người đẹp cổ trang gây thương nhớ nhất mọi thời đại.